nhằm thực hiện có hiệu quả đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Thời gian qua, Công an thành phố Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử. Với phương châm làm hết việc, không hết giờ, Công an thành phố Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc, tổ chức hướng dẫn cài đặt, thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và 2 trên ứng dụng VNEID cho người dân vào tất cả các ngày trong tuần. Đặc biệt trong đợt cao điểm của tháng 7 năm 2023, Công an thành phố đã bố trí các điểm, cả điểm lưu động và điểm cố định để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân ở các xã, phường thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để nâng chỉ tiêu đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, lực lượng công an các xã phường đã chủ động phối hợp với cán bộ các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ đến từng khu dân cư tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an phường phối hợp với lại cho các khu vực, phối hợp với lại đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các đoàn thể xuống tận từng khu phố và đã triển khai và đi cài để chuẩn bị cho công dân. Chúng tôi là đến đây để thực hiện cài định danh mức 1 cho người dân. Quy trình của chúng tôi rất là nhanh gọn lẹ, người dân thì rất là phấn khởi. Các cháu thanh niên đoàn là hướng dẫn rất là nhiệt tình và làm cũng rất là nhanh. Ở trong giờ này cũng người là rất là đông. Mức độ 1 thì những người lớn tuổi thì hơi khó làm. Nói chung là đến đây thì bên công an phường người ta bố trí rất là phù hợp làm cái căn cước định danh điện tử. Để đẩy nhanh tiến độ công việc, Công an thành phố Vũng Tàu còn phối hợp với công an các xã phường tổ chức làm ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy chủ nhật, bất kể ngày đêm. Mỗi ngày tôi bận buôn bán cho nên là không có thời gian. Cho nên tôi sẽ lựa chọn buổi tối này nó tiện lợi. Khu phố có báo là thông báo là mức độ 1 là làm tại nhà. Mức độ 2 thì sẽ ra công an sẽ làm rất là tiện lợi cho cái việc về giấy tờ sau này. Hàng ngày là phải đi làm cho nên không có thể đi vào cái giờ hành chính được mà phải đi vào buổi tối. Tôi cũng tìm hiểu và được biết là cái tài khoản định danh mức độ 2 này nó sẽ có nhiều tiện ích và sẽ tiện lợi hơn trong việc khi mình tra cứu hoặc làm các hồ sơ cá nhân của công dân. Triển khai nhiều đợt cao điểm thu nhận, vận động, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn thành phố Vũng Tàu đã thực hiện cài đặt, đăng ký được 280.329 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 127% chỉ tiêu Bộ Công an giao, gồm 68.985 tài khoản định danh điện tử mức 1 và 211.344 tài khoản mức 2. Tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt là 185.469 tài khoản, góp phần nâng tỷ lệ người dân kích hoạt sử dụng VNEID lên đến 88% trên tổng số tài khoản được cấp. Công an thành phố Vũng Tàu đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ thực hiện cài đặt đăng ký cho 100% tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu được giao. Trong đó, tỷ lệ người dân kích hoạt sử dụng VNEID đạt trên 90%. Công an thành phố là cũng tăng cường cái công tác tham mưu đăng ký và kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 để mà thực hiện tốt về cái góc độ là chuyển đổi số trong cái khoảng thời gian tới thì cũng cần có những cái trang bị về trang thiết bị phục chuyên ngành để phục vụ cho cái việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2. Về cái này thì công an thành phố cũng đã đề nghị và cũng đã được là ủy ban thành phố là có chủ trương là cấp kinh phí để trang bị máy thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 cho là công an các cái phường xã.
Việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID giúp mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện nghị định của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người dân tại thành phố Vũng Tàu đã dùng ứng dụng VNEID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Việc chuyển đổi này được đánh giá là cần thiết, giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian cho người dùng, vừa thuận lợi hơn cho công tác quản lý vận hành. Hiện nay thì hầu hết người dân cũng đã được cài đặt cái ứng dụng định danh mức độ 2. Thì việc mà sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến bằng cái định danh này thì cũng thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Thì những cái trường hợp mà người ta có lỡ quên cái mật khẩu ấy, thì họ cũng nhanh chóng thuận tiện dễ dàng lấy lại hơn. Thì người dân cũng đánh giá rất cao cái việc sử dụng ứng dụng này. Hôm nay tôi đến Ủy ban Nhân dân phường 2 là để đăng ký giấy kết hôn. Và thủ tục bao gồm là dịch vụ công quốc gia online và trên tài khoản VNEID với sự chỉ bảo tận tình, nói chung là hướng dẫn nhiệt tình từ các cán bộ ở đây thì tôi đã làm hoàn thành thủ tục trong 10 phút và tôi rất vui vì có cái dịch vụ công quốc gia nó nhanh như vậy. Lợi ích là thế, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố Vũng Tàu vẫn còn gặp không ít khó khăn như người dân chưa trang bị phương tiện điện thoại thông minh để sử dụng đăng ký, sử dụng hệ thống, người dân chưa cập nhật một cách kịp thời việc chuyển đổi số cũng như phát triển ứng dụng dân cư và xác thực định danh điện tử, phương tiện, máy móc còn hạn chế. Đến công an phường làm cái định danh thứ hai thì thấy nó cũng tốt thôi. Để tạo điều kiện cho người dân, nhưng mà có cái là vấn đề chờ thì hơi lâu, cần thêm bổ sung thêm một bàn nữa để cho tránh cho dân khỏi chờ phiền phức, và đồng thời đa số là người lớn tuổi. Tôi tới từ 8 giờ sáng nhưng mà tới hiện tại thì vừa mới được vào gọi vào một lần để cập nhật trên hệ thống, thì tôi cảm thấy là thời gian chờ khá là lâu. Thì tôi kiến nghị là có thể thêm một số cán bộ để có thể thuận tiện cho người dân đỡ thời gian chờ đợi. Để kích hoạt định danh điện tử mức 2, công dân phải sử dụng là điện thoại thông minh để ứng dụng tải được cái app VNEID. Chúng tôi cũng có cái đề nghị các cấp lãnh đạo là tạo điều kiện để mà trang bị cho các địa phương, mỗi một địa phương một cái máy thì chúng tôi thực hiện cấp cho công dân của chúng tôi nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn, tiện lợi hơn. Với vai trò trực tiếp triển khai các nhiệm vụ của đề án 06, Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo luôn đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng VNEID và cấp tài khoản, kích hoạt định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu chuyên ngành, làm giàu dữ liệu khi được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn.